Trong những năm qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn thành phố Long Khánh luôn thực hiện hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra, giúp cho nhiều hộ vươn lên thoát nghèo bền vững, từng bước nâng cao thu nhập, đảm bảo an sinh xã hội địa phương. Phát huy kết quả đạt được năm 2023, thành phố Long Khánh tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp nhằm trợ giúp hộ nghèo vươn lên và không để hộ đã thoát nghèo tái nghèo. Là hộ cận nghèo, thời gian qua hộ anh Lê Văn Thắng ở ấp Thọ An, xã Bảo Quang, thành phố Long Khánh đã được sự quan tâm của cấp ngành địa phương. Năm 2022, gia đình anh được hỗ trợ 2 con bò giống sinh sản và xây dựng nhà tình thương. Có nhà cửa ổn định, có sinh kế bền vững để phát triển kinh tế, gia đình anh Thắng đã rất phấn khởi và có thêm động lực để vươn lên thoát nghèo trong thời gian tới. Chính quyền địa phương cũng hỗ trợ gia đình em là được cặp bò với lại căn nhà, thì bò thì cũng gần sinh sản rồi, thì nhà cửa thì cũng có đầy đủ rồi. Vợ chồng em cũng cảm ơn chính quyền địa phương, thì vợ chồng em thấy được như vậy thì cũng mừng. Và bây giờ chính quyền địa phương thì cũng giúp em vậy, thì em cũng cố gắng làm ăn để vượt cái nghèo khổ bớt đi, để chăm sóc gia đình của em. Ủy ban nhân xã cũng đề ra một số các cái giải pháp, như là đối với các cái hộ mà thiếu vốn sản xuất hoặc là chưa tiếp cận được các nguồn vốn mà có lao động, thì mình sẽ tư vấn cho người ta vay vốn và hướng dẫn cho người ta, những giới thiệu cho người ta các cái mô hình có hiệu quả vào sản xuất chăn nuôi để cho họ có thể làm kinh tế hộ gia đình. Đầu năm 2023, thành phố Long Khánh còn 245 hộ nghèo, trong số này có 162 hộ nghèo A. Đến cuối năm, địa phương phấn đấu sẽ giảm 30% hộ nghèo A, tương đương khoảng 50 hộ. Để thực hiện mục tiêu trên, thành phố tập trung thực hiện nhiều giải pháp trọng tâm, trong đó đảm bảo các chế độ chính sách ưu đãi của nhà nước dành cho hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện đúng đủ kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng là ưu tiên hàng đầu. Song song đó, thường xuyên nắm bắt từng hoàn cảnh, từ đó có những biện pháp hỗ trợ phù hợp như chính sách tín dụng ưu đãi, hỗ trợ về giáo dục, y tế, nhà ở, hỗ trợ thường xuyên, học nghề, v.v. Hiện nay phòng cũng đang phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, đang rà soát, khảo sát thực tế, là dự kiến là xây dựng 15 căn nhà cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn thành phố. Cùng với các chính sách ưu đãi của nhà nước, các cấp ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn thành phố Long Khánh tiếp tục tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, tổ chức cá nhân, các doanh nghiệp tích cực tham gia ủng hộ, giúp đỡ người nghèo thông qua quỹ vì người nghèo và các chương trình an sinh xã hội, các mô hình giúp người nghèo có sinh kế bền vững, qua đó giúp hộ nghèo, người yếu thế được tiếp sức vươn lên thoát nghèo bền vững.